Bộ trưởng Du lịch Campuchia cho biết, trong 5 tháng đầu năm nay, các điểm đến trong cả nước Campuchia đã đón khoảng 10 triệu lượt khách nội địa và khoảng 2,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 530,5%. Các quốc gia dẫn đầu về số lượng du khách đến Campuchia là Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc. Trong năm nay, Campuchia dự kiến đón khoảng 4 triệu lượt du khách quốc tế và ít nhất 16 triệu lượt khách nội địa. Để đạt được mục tiêu này, Campuchia đang xây dựng kế hoạch chiến lược quốc gia về phát triển du lịch giai đoạn 2023-2035 nhằm thúc đẩy phục hồi ngành du lịch trong và sau cuộc khủng hoảng COVID-19.